Hồ Ngọc Hà Kim Lý theo trend biến hình khi dạo bước tại trời Tây. Hồ Ngọc Hà Kim Lý là một trong những cặp sao thu hút đông đảo của sự chú ý. Đông đảo nên tin gen nhờ sự đẹp đôi cũng như luôn có nhiều cử chỉ tương tác ngọt ngào suốt bao năm qua. Dù tất bật với lịch trình dày đặc nhưng cũng như trăm cặp đôi song sinh mỗi ngày, nhưng cả hai vẫn luôn dành cho nhau thời gian tận hưởng, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Mới đây, cặp sao có video theo trend biến hình vô cùng thú vị. Thời gian vừa qua, Hà Hồ Kim Lý có chuyến công tác tại nước Anh. Bên cạnh đó, cặp đôi tiện thể kết hợp vi vu trời Tây ghi lại loạt ảnh xịn sò. Không chỉ thế, giọng ca "Em muốn đưa anh về" cùng ông xã còn thực hiện trend biến hình thay quần áo khiến fan trầm trồ. Cụ thể, cặp sao diễn trang phục thể thao đơn giản thoải mái bước đi sang chảnh. Nếu Hồ Ngọc Hà sang chảnh với cây đen áo dài mang tô, mang túi hiệu và giày cao gót thì Kim Lý cũng không hề kém cạnh khi lịch lãm. Dù sao biến hình vẫn là tông đen quyền lực, nhưng kiểu dáng chất liệu trang phục cũng như thần thái đỉnh cao của ông bố bà mẹ bỉm sữa khiến dân tình đứng ngồi không yên. Trước đó, cặp sao cũng từng theo trend biến hình đổi đồ khi ở phân cảnh đầu Hồ Ngọc Hà diễn đầm lụa, hai dây quyến rũ. Trong khi Kim Lý đơn giản nhưng nam tính với áo thun ba lỗ trắng và quần thể thao. Sau khi cả hai có màn nhún nhảy phiêu theo nhạc thì hiệu ứng tắt đèn và khi mở lệnh lên là khung ảnh cặp đôi đổi đồ cho nhau. Trên đình đám, một thời dành cho các cặp đôi được Hà Hồ Kim Lý cover lại khiến dân tình được fan cười ngạ nghiêng. Không chỉ nghĩ ra nhiều trend để tương tác thân ái cùng nhau, cặp đôi còn có vô số khoảnh khắc khiến dân tình gan tị. Theo đó, dù chỉ có mặt tại trời Tây một thời gian ngắn mới đây, cả hai đã ghi lại biết bao khung ảnh tình cảm, fan luôn dành cho cặp đôi vợ chồng những lời khen có cánh và những ngưỡng mộ cả hai yêu nhau. Hiện cả hai đã trở về Việt Nam và bận rộn với những dự án mới.